là cái con xin mà cũng rất là nhiều anh em hỏi mình, đó là con Vario đời bao nhiêu anh? 2018 nha các bạn. Đó, Vario màu trắng thì chắc lắm các bạn ơi. Ok thì tiếp theo mình sẽ giới thiệu với quý anh chị và các bạn cái lô mà tay ga như là SH này, AB này, rồi Vision này và một số dòng khác ấy. Mình sẽ quay chi tiết cho quý anh chị và các bạn xem. Thì cũng có những cái con cũ nằm lại, nhưng mà nằm lại cũng chưa lâu, tầm tuần thôi, và một số con mới về thì mình sẽ cập nhật lại cho quý anh chị và các bạn cùng xem. Và bên cạnh đó thì cửa hàng này Hoa Việt nha các bạn, thì vẫn còn có chính sách là trả góp á. Thì quý anh chị và các bạn nào mà muốn mua thì chuẩn bị cái hồ sơ, như là đối với ba tỉnh là Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương và Đồng Nai, thì chứng minh nhân dân cộng hộ khẩu cộng với hóa đơn điện nước nha các bạn. Và những cái bạn mà ở các tỉnh khác muốn mua trả góp thì các bạn vui lòng chuẩn bị bảng lương hoặc là hợp đồng lao động cũng chứng minh cộng hộ khẩu và hợp đồng bảo hiểm nữa anh. Thì bảo hiểm à? Ủa, chỉ cần thì bảo hiểm y tế là được anh? Không, sau khi bảng lương, hợp đồng lao động có bảo hiểm y tế cạnh tranh không tốt. À, ấy là nếu mà không có hợp đồng lao động có thể là sử dụng bảo hiểm y tế hay là trong cái gói đó có. Trong gói đó có đó. Rồi ok thì có gì mình sẽ cập nhật cái đó, bữa hôm nào mình sẽ cập nhật cụ thể và chi tiết cho quý anh chị tại vì quý anh chị hỏi mình rất là nhiều về vấn đề đó. Rồi thì đầu tiên mình giới thiệu cái con này đi lăng mới về anh. BS. Dạ. BS. À BS hả? Nhìn BS. Sao giống đi lăng hả? BS 150. BS 150. Máy ngon lắm. Về thành phố. Con này là biển số 54 nha các bạn. Con này nhìn nó nhỏ nhỏ sao ha? Con này là SH ở đâu ấy? À, giống như SH. Chất lắm, chạy cực kỳ chuẩn. FI luôn. FI luôn nha các bạn. Chạy mạnh lắm. Giá này nhiêu anh? 29 triệu. Ồ, ở trước hình như nó gắn quạt vậy đó. Hàng nhập ý hả? BS nhập ý mà. BS nhập ý. Máy chạy rất cực luôn. Rồi, tiếp theo là cái con SH màu đen. Giá con này nhiêu anh? 54 triệu là đời 2012 2013. 54 triệu nha các bạn. Thì các bạn trả trước tầm 15 à? 20 á? 30 nha các bạn. Đúng rồi, tùy theo mức lương của mỗi người thì cái mức vay cao thì mình sẽ trả thấp, còn nếu mà mức lương không đủ thì mình sẽ trả cao lên các bạn. Rồi tiếp theo là con SH 125 đời 2017. Phiên bản này cũng đẹp nha. Có smart key. Giá này nhiêu anh? 67 triệu nha các bạn, là bao hồ sơ luôn anh. Đó, 67 triệu là bao rút hồ sơ luôn nha các bạn. Rồi, tiếp theo là con SH1 màu trắng đời 24 anh. 26 à? 42 triệu. 42 triệu nha các bạn. Đời 26. Rồi. Con màu trắng ở đây thì 39 triệu. 39 triệu đời nhiêu anh? Đời 24. 24, đó. NVX 125. Con này được nhiêu anh? 27. Giá của nó nhiêu anh? Đã là 28 triệu. 28 triệu. Nó đi được bao nhiêu ngàn rồi anh? Đây. Đi 25 ngàn. 25 ngàn. Đó, điền cái là nổ nha các bạn. Rồi.
Vespa. Tiếp theo là con Vespa bao nhiêu triệu chị? Anh. 21 triệu. 21 triệu á. Đó, 21 triệu nha các bạn. Rồi, đây là cái con xe mà cũng rất là nhiều anh em hỏi mình, đó là con Vario. Đời bao nhiêu anh? 2018 nha các bạn. Đó, Vario. Màu trắng. Hiền chắc lắm các bạn ơi. Và 2018. Con này đi bao nhiêu ngàn km anh? 9 ngàn. Giá con này nhiêu anh? 39 triệu nha các bạn. Đó, con Vario này 39 triệu. Và 2018. Nổ êm lắm. Biển số đâu anh? 93 nha các bạn. Rồi thì mình vừa giới thiệu với quý anh chị và các bạn là con Vario đời 2018, cũng là một trong những cái đời mà mới thôi. Rất là nhiều anh em hỏi mình thì con này là 39 triệu thì lâu lâu mới về thôi. Rồi tiếp theo là con Nô 6 hả? Con này Nô 5, màu trắng. Trắng đen. 13 triệu 900. Đó, thì quý anh chị và các bạn nào muốn mua thì các bạn xem và liên hệ, tại vì hôm nay con này cũng chỉ có một con thôi, và một con Nô 6 nữa. Tí nữa mình quay con Nô 6 cho các bạn ha. Là 13 triệu 900 nha các bạn. Con này đi bao nhiêu ngàn km anh? 60 ngàn. Dạ. Đó, cái không gian gian nó chập thì mình không quay cụ thể được quá. Biển số đâu anh? 66 Đồng Tháp nha các bạn. Thì quý anh chị và các bạn nào muốn mua thì quý anh chị các bạn liên hệ liền á qua cái địa chỉ và số điện thoại mình sẽ để ở bên dưới video này. Rồi, tiếp theo là con Vespa. Cái này bán xả cho các bạn là 55 triệu. Xả hả? Xả 55 triệu nha các bạn. Thì con này cũng quay mấy lần rồi. Đó, thì quay hình như 2-3 lần gì đó. Auto 4.000 anh. 55 triệu, hôm nay xả 55 triệu. Đó, xả 55 triệu nha các bạn. Con này bán hả? Con này bán là 28 triệu 500. Đây là AB nha các bạn. Thì mình quay cho các bạn nè. 28 triệu 500. 2016 nha các bạn. Con này đi bao nhiêu ngàn km anh? 30 ngàn các bạn. Con này đi 25 ngàn. 25 ngàn. Là 28 triệu 500 hết. Êm, máy êm nha các bạn. Đó thì AB đó. AB này là đời đời 2016 anh. 2016 hai con nha các bạn. Đó thì giá 28 triệu 500. Thì quý anh chị và các bạn nào muốn mua thì các bạn liên hệ. Rồi mình sẽ giới thiệu về AB đời 2015 cho các bạn luôn á. Ok, tiếp theo mình giới thiệu với các bạn chiếc AB màu đỏ đen, nhìn mới cứng luôn. Con này đời bao nhiêu anh? 2016. 2016. Đó. Không không, em nói em đang chờ. Thì mới lắm, đẹp. Có em ơi. Con này Euro 13 nha. 13 ngàn nha các bạn. Đi 13 ngàn. Có em cứ đếm là 2 nhé. 377 Nguyễn An Ninh, Di An Bình Dương. Đó, biển số là 48 nha các bạn. 77 377. Đó, xe bao đẹp luôn. Đó. Như một chiếc xe mới vậy. 26 13 ngàn 29 triệu 500 nha các bạn. Các bạn nhìn đi, xe con này đẹp. Đó, tem 3D. Trên bảng cao đó. Tem 3D. Mức
cực kỳ luôn. Ok rồi, tiếp theo thì giới thiệu con Ad 135 thì còn duy nhất một chiếc thôi. Con này đời 24 anh. 24. Giá nhiêu anh? 19 triệu 900 nha các bạn. 19 triệu 900. Rồi, tiếp theo là Vision nè các bạn. Vision, mình nhớ rồi. Có một cái anh này cái chị gì đó hỏi mình là Vision màu đỏ đô. Thì đây, hôm nay là về đúng một chiếc thôi. Còn mấy chiếc trước bán hết rồi thì còn một chiếc này các bạn. Màu đỏ đô. Thì nếu mà bạn xem được cái clip này á thì bạn đến bạn mua liền ha. Cái con này khách xài rất là kỹ luôn nè, ốp hết tất cả luôn các bạn. Trang trí rất là đẹp. Trang trí rất là đẹp luôn. Con này đợi nhiêu anh? 26. 26. 22.500. Giá 22.500 nha các bạn. Đó. Đi bao nhiêu ngàn km anh? 30.000. Xe đẹp nha. Đó thì nếu mà cái chị nào đó mà xem được cái video này thì liên hệ gấp á. Rồi. Tiếp theo mình muốn giới thiệu với quý anh chị và các bạn là con Nu 6. Con này giá nhiêu anh? 17.900. 17.900 nha các bạn. Đó. Điện số đâu anh? Điện số 93. 17.900 con Nu 6, còn nãy con Nu 5 là 13.900. Rồi, đó là con quay RS. Khách đổi anh. Giá nhiêu anh? 9 triệu. Đó. Khách người ta đi. Nhìn xe mới, vô nổ êm trời. 9 triệu nha các bạn. Quay RS. Anh dạ. Cần xe đi cày. Cần xe đi cày bừa thì cứ đòi. Đó là mới coi con khách đổi nên nó rẻ nha các bạn. Rồi, đó là con Rider. Cái con này cũng đáng lý là nó có chủ rồi. Chủ người ta bắt đầu ưng ý đặt mua nhưng mà từ sau anh đổi ý. Không thích mua loại khác nên cuối cùng là em đó lại nằm ở đây chứ tại rất là nhiều người hỏi mà bắt đầu là để cho cái anh đó. Con này là giá bán cho các bạn 25 triệu. 25 triệu các bạn. Đó. Con xã. Con Rider 25 triệu. Hôm nay xã thì 2016. Dạ, 2016. Thì quý anh chị và các bạn thông thường các bạn cứ xem clip này qua clip kia nhưng mà các bạn biết sao không? Tùy mỗi clip khi mà các bạn coi thì giá nó khác nhau nha. Ví dụ như hôm nay đi, cái chiếc này là 26 hôm nay. Đúng rồi, giảm. Thì các bạn nếu mà bạn nào mà xem thường các bạn thấy xe giảm xuống thì các bạn táo bực các bạn mua thôi. Rồi, tiếp theo là con Benelli. Benelli 125. Giá nhiêu anh? Giá 22.500. 22.500. Rồi con Benelli màu đen trong kia anh? 23.500. Rồi con MSX 27.500 bao hồ sơ. 27.500 bao hồ sơ. Thì có nhiều anh em hỏi mình MSX thì hôm nay có một con này. Đó. Rồi tiếp theo mình giới thiệu luôn á. Con Elizabeth màu đỏ trong kia. Hai con kế bên con bạc nhưng con đỏ là 9 triệu. 9 triệu. Đó, bạc con đỏ 9 triệu. Còn màu đen là 8 triệu rưỡi. Rồi, hai con Zanus. Zanus bản cao, bản đặc biệt đấy. Còn một con á. Quán cây, còn một con. Quán cây luôn, xe đặc. Giá nhiêu anh? Giá 22.500. 22.500 nha các bạn. Màu đen phiên bản nó cũng đẹp đó. Rồi, tiếp theo là con Grander. Con này thì các bạn là 24.500. 24.500. Đó, thì mình vừa lướt qua cho quý anh chị và các bạn các cái dòng xe ở đây cửa hàng Hồng Việt nha các bạn. Thì các bạn muốn mua thì các bạn xem dưới cái địa chỉ và số điện thoại mình để ở bên dưới nha. Địa chỉ là 377 Nguyễn An Ninh, Dĩ An, Bình Dương. Số điện thoại là 0922266661 nha các bạn. Thì có gì mình để bên dưới cho các bạn xem cho kỹ. Đó, thì mình lướt sơ lại cho quý anh chị và các bạn xem. Xe thì rất là nhiều luôn. Thì hôm nay về cũng nhiều lắm. BS cũng lâu lâu mới có.
lại hiện tại còn hai con SH còn nằm lại. Đó còn là lô mà gọi là ẹt đó, Winner thì các kiểu đủ luôn nha các bạn. 3.000. Đó, đó là mới về hôm nay. Thì quý anh chị và các bạn nào muốn mua thì các bạn cứ liên hệ. Rồi ok, mình sẽ dừng clip ở đây. Nếu mà bạn nào cần câu hỏi, có câu hỏi gì muốn tư vấn thì các bạn cứ liên hệ qua Facebook của mình. Và đồng thời đừng quên nhấn vào nút chia sẻ để ủng hộ. Bye bye, hẹn gặp lại các bạn những clip tiếp theo.